chấm trà vô. Ủa quay phim hả? Nha. À, okay. Hello, xin chào mọi người đã đến tới video của Vương nha. Hôm nay trong tay của mình, mọi người biết gì không? À, hôm nay là Huỳnh Kha phát lương cho mình kênh của Huỳnh Kha Vlog. À, đây. Nhiều không mọi người? Nói chung là mình không có gì hết á. Mình thái cái tờ xanh xanh này nè. Đó. Nhưng mà nhiều lắm nha mọi người nha. Họ để cái màn hình nó ở giữa nó để mình qua đây luôn nè mọi người. Đó. Để review cho bay thằng. Vừa thấy không? Về. Hai bên điều nhau nhá. Cái lương là có tâm sự rồi chứ. Nói chung là cái video này á là mình báo cho mọi người là biết được một điều là kênh của Huỳnh Kha Vlog đã tới tháng lương của mình. À, nhưng mà cái đặc điểm là mình uống miếng nước ăn không đi. Wow. Nhưng mà cái đặc điểm á là Huỳnh Kha phát cho mình hai cái áo nữa nha, cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Hai áo tem á mọi người. Nói chung là áo tem không phải là áo tem của Vương Phạm TV đâu nha. Này là áo tem của Huỳnh Kha Vlog. Đó. Đây, mọi người thấy đẹp không? Được không? Cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Thơm luôn. Mặc thử rồi. Mặc thử luôn không? Mặc cái áo đỏ kìa. Mặc cái áo đỏ vô đi. Áo đỏ không? Ồ, có cái áo đỏ nữa này mọi người. Đây, cái chữ nè. Huỳnh Kha Vlog luôn. Hai cái, một cái vàng, một cái đỏ luôn nha mọi người. Ngủ trà các bạn. Nói cho mà Kha rủ đây lên kêu là mình có quà cho mình và phát luôn cho mình. Trời ơi, mình chạy bóng khói luôn á mọi người. Chạy mà xả gió luôn. Các bạn, cái bánh xe mà nó chạy mòn. Mọi người thấy mình thấy mặc áo tem. Mặc áo rồi nhìn bự chứ ta. Áo tem bánh tay. Mặc vô nhìn bự tròn như tròn luôn mọi người. Nè, tiền nè mọi người ơi. Rồi cái mặt. Nói chung là cái gì mình vui nhất là nhận lãnh luôn. Lãnh luôn là mừng hả? Nhưng mà mình lãnh luôn mình tiền này học bổ cái đợt cái video trước của mình á là mình lãnh luôn là cái gì ta? À, mua một cái bình nhớt cho con Edge 50 của mình là bình nhớt full 7100. À, rồi cái thứ hai là mình mua một cái sim 4G và cái thứ ba là mình mua đồ ăn cho cha mẹ mình ăn. Đó. Bây giờ mình hôm nay là mình nhận tiền, bây giờ mình không biết làm gì nữa đây. Về đưa cho mẹ hết luôn. Về đưa mẹ hết luôn hả? Ờ, cho mẹ giữ. Chắc. Đồ, ngon. Cái mì bọc mình cũng phá hết. Nhưng mà tại vì biết sao không? Nếu mà mình bọc tiền á thì mình cũng không mua được gì luôn. Biết tại sao không mua? À dịch mà đâu mua được đâu. Dịch. Nói chung là dịch là mình chỉ có cái chạy tới nhà Kha là chạy qua, nói chung là nhà mình với nhà Kha gọi là chung gì? Chung xã hả? Chung khu chung thị trấn. À chung thị trấn thì nói chung là liên thông đi được nha. Tại vì của mình với Kha là liên thông không có bị dính Covid. Đó, thì anh em còn chỉ có ngồi hai anh em thôi, không có ngồi ai nhiều. Tại ngồi ba người là phạt á mọi người. Ngồi ba người là phạt. Tại vì anh em này mình là liên kết đi với nhau là nói chung là nói chung là anh em mình là làm. Đó, bây giờ thì tới mừng quá, vui quá. Thì nếu mà mấy bạn á biết mình sử dụng cái đồng tiền này như thế nào ha, mình nghĩ là mình đưa mẹ tiền, tại vì mình đưa mẹ tiền để xây sở những mua những cái món ăn này kia nọ lo cho mình và lo cho gia đình và cầm tiền về cho mẹ mình vui. Nói chung là sao mà lãnh tiền mừng quá mọi người. Rồi vô cái đây.
Anh Trinh nói bữa nay giá cầm tiền là rửa tay nha, cầm tiền xong là cất tiền vô bóp là rửa tay rồi mới bóp đồ ăn, chứ tiền bữa nay cái bệnh dịch này nó lây nhiễm qua đồng tiền luôn á mọi người. Có cái điều này là Kha chia sẻ với mọi người luôn nè, cái đồng tiền á ở Việt Nam mình thì Kha không biết có không, ông Trung Quốc á họ cầm cái tờ tiền nè, họ ăn họ cầm họ này nọ là họ nói chuyện á, nước bọt nó phun ra mọi người, bắt đầu cái cầm mà họ nhiễm Covid rồi á, bắt đầu họ đi truyền qua truyền lại người khác, cầm tờ tiền vô, cầm tiền lại trao lại á, rồi cái tay người ta dính vô bám vô đồng tiền rồi người ta bóc đồ ăn người ta ăn nhiễm luôn. Cho nên bữa nay cầm cái tờ tiền xong mới rửa tay sạch rồi mới bóc đồ ăn. Ví dụ mình bưng cái ly trà này mình uống, mình cầm cái quai mình uống thì không sao nè đó, còn mà bóc cái trái này cái trái kia đồ ăn là mình phải rửa tay. Thứ nhất là cầm tiền xong mới rửa tay mọi người. Nói chung hiện tại giờ cái mùa dịch Covid này á, hiện tại ở tỉnh Ninh Thuận mình á cực kỳ căng nha mọi người nha. Nói chung là ở đất sở, nói chung là gọi là Phú Quý á, Phú Quý đất sở, nhưng mà mấy cái cạnh ở ngoài á, rồi Phan Rang, thành phố Phan Rang, rồi thành phố Tháp Chàm, nói chung là xung quanh ở thành phố Phan Rang là thành phố Phan Rang Tháp Chàm á ông, à, thành phố nào mà Phan Rang, thành phố nào Tháp Chàm, à Phan Rang Tháp Chàm là một của ông thần. Thì nói chung là thành phố Phan Rang Tháp Chàm á là nó bao vây hết toàn bộ luôn đó, nhưng mà mình được cái may mắn á là chỗ mình với là chỗ Kha ở là không có dịch, cũng may chỗ này không có dịch mọi người. Nếu mà có dịch là họ phong tỏ luôn cái lối đi luôn, họ phong tỏ đi luôn, cũng không có mà cái thời gian mà mình qua đây mà mình lãnh lương không mọi người đó, đúng không? Tính ra mình cũng có cái xui, còn có cái may, có nói chung là xui, nó xui nó cũng có cái hơn thì nhưng mà mình tin buồn nhất á, dịch Covid ở tỉnh Ninh Thuận mình á cũng có nhiều ca cực kỳ nặng luôn á mọi người. Nói chung là xin thông báo mọi người hãy giữ vệ, nói chung là mình cách ly thiệt là kỹ để cho giữ bản thân mình và mọi người và xã hội xung quanh mình thì nó sẽ được an toàn và nhanh sẽ qua hết cái mùa dịch này. Nói chung là mấy anh em hãy mạnh mẽ lên, hãy phấn đấu và tự vệ mình và ở nhà cho nó an toàn. Thì những mùa dịch bây giờ là cũng có số người đang cách ly, số người chết, rồi số người này kia nọ, nói chung là những cái cảnh nó thảm thiết lắm, nó đau khổ, nó nhiều người mà người ta gọi là một câu là cái gì ta, đầu bạc tiễn đầu tóc xanh đó. Đúng rồi, có đi danh thơ nữa. Chưa chị chứ không danh chưa. Thì nói chung là tại vì sao đầu bạc mà tiễn đầu tóc xanh, tại vì những anh trai chàng trai á tóc đen mà, thì gọi là người ta nói hồi xưa thì nói tóc xanh, bây giờ đặt lượm thơ xanh đi, lượm thơ của người ta nói tóc đen thì mình cũng khuyên mấy anh em hãy nên ở nhà, công nhận cái điện thoại vừa này quay áo và giữ vệ sinh, giữ vệ sinh giữ, nói chung là giữ khoảng cách để khỏi bệnh đau à. Đúng không? Đủ chưa họ không ổn nó đạo lý đó các bạn, không mình gọi là tuyên truyền cho mọi người. Anh chơi về cạo râu nha các bạn. Mọi người nhìn kỹ coi nha, y chang, nó giống y chang như ông chú Quang Sơn luôn mọi người. Không, nhắc tới ông chú Quang Sơn á, mình nghĩ á, tại vì á cũng có là mình nghĩ đến 65% là ông Quang Sơn có bà con với mình, có không? Mình nghĩ như vậy thôi, tại vì á ba mình á không có nguồn gốc. Gì không? Tại vì ba mình á là một người mồ côi. Bà nội mình chỉ là nhận về nuôi. Nhưng nhận mà ở đâu, ở đó gốc ông ba là ở đâu? Thì mình nói chung là nội mình không có nói cho ba mình biết. Thì nói là nhận ba mình ở trong một cái trại mồ côi, nói vậy thôi. Đó. Thì mình không có biết là ông chú Quang Sơn có khi nào anh em với chú Quang Sơn không ta? Cũng không biết. Nếu mà mình nói vậy là gọi là bác Quang ông Sơn. Ông mà công nhận nó giống thiệt đó các bạn. Đây này, mình dán lên như này đó, không
cái mặt này, hai mắt này, cái mũi này, rồi cặp râu quay nón nữa. Mình đi học đó là cách đây cũng năm ngoái á. Ủa đâu phải. Hồi nói chung là cách đây cũng 4-5 tháng gì á. Đâu, mình xét cái mặt đây nó coi, giống không? Đây này, vậy này. Rồi, cười lên. Cười lên. À, thì có nhiều người nói, ủa, em là con của Văn Sơn hả? Nói, dạ, đâu phải đâu. Rồi, thì nói chung nói, sao mà giống như vậy? Nhưng mà mình cũng không biết là có bà con hay không, hay là có cùng cha khác mẹ hay không. Thì, không phải là cùng cha khác mẹ. Thì nói chung là ba mình với lại ông chú Văn Sơn, ông bác Văn Sơn á, thì có gì hay không mình cái đó mình không biết, nhưng mà mình chỉ biết được một điều là ba mình không có nguồn gốc, tại vì ba mình là bị nội mình là lầm giờ nuôi đó, gọi là ba mình được chứ sao bị à, được. Phải gọi là ba mình được nội được, mình lầm về nuôi. Nuôi chứ sao lại bị nội mình lầm về nuôi. Thì nhiều khi tại vì văn chương của mình nó không được ổn định, họ là trời à, thì cũng có thể là có khi á, thì mình nghĩ là có khi á mọi người, không biết được đâu. Nếu ba vương chú là mồ côi thì không biết được, nếu mà trong vấn đề đó nữa gì biết đâu có dòng họ sao, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nếu mà không ấy thì cũng có thể là dòng họ bà con, đúng rồi. À, nhưng mà chú Văn Sơn mà biết được cái tin này á thì coi thử là bên chú có một đứa em nào mà bị thất lạc hay không đó. Nếu mà thất lạc thì liên hệ với con và số điện thoại này đó, thì cũng có thể là nhận được bà con dòng họ có khi đó. Luôn á, cho không biết chú Quân Sơn có coi được clip này không ta. Hy vọng vậy luôn á. Nói chung là cái này là hy vọng về mọi người và các bạn chia sẻ đến tai của chú Văn Sơn. Cái video này là phải đặt cái tiêu đề là sao ta, hay đặt cái tiêu đề là vương miệng giếng có thể có dòng họ với chú Quân Sơn, đúng không? Dạ. À, được tiêu đề gì á, gọi là vương miệng giếng có thể vương, có thể thôi nha. À, vương có thể, vương có thể có dòng họ với chú Quân Sơn đó. Nói chung là xin mọi người hãy liên truyền, tuyên truyền. Nói chung là chia sẻ ra cho tuyên truyền là nó khác ông ơi, cho rộng ra để cho tới cái chú Văn Sơn để xem được cái đoạn clip này và hỏi thử chú Văn Sơn là có thất lạc một người em trai nào hay không. Nếu mà Quân nó mà thực sự mà có bà con với chú Văn Sơn đi Mỹ, cái chú Văn Sơn kêu qua Mỹ cái buồn buồn luôn, lại buồn á, đi Mỹ vừa đi Mỹ luôn á, mừng bỏ khăn mình ở nhà buồn. Qua nó ở ai đó, chắc mình không đi đâu, không đi nha, hôm nay mình ở lại đây. Thì thôi bây giờ mình cũng xin cảm ơn mọi người và các bạn đã theo dõi video của mình, nhưng hãy cho mình like, một đăng ký và một chia sẻ nha mọi người nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ kết thúc video nha mọi người. Hai có nói gì nữa không? Ở tiếng nói này luôn, nó dành nó nói thôi. Xin bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Nó giờ nó hết rồi các bạn, mình biết hết rồi.